Via Facebook là gì? Ước ừ, via Facebook bạn có thể hiểu là những ước có lượng tương tác như người thật và có giá trị như một ước người dùng thật vậy chúng có đủ thông tin chính chủ và tương tác với bạn bè ngay trên đó. Thông thường chúng ta sẽ nghe có hai loại đó là AC via trên info và ước via chưa trên info. Ước ừ, via trên info đây là một loại tài khoản phần lớn có được là nhờ vào đi hack tài khoản của người khác và trên info là đã thay đổi thông tin như email số điện thoại để người dùng không thể nào lấy lại được tài khoản đã bị hack. Ước ừ, via chưa trên info đây là loại ước cũng do hack mà có tuy nhiên mọi thông tin vẫn còn giữ nguyên và nhiều khả năng bị phát hiện thì tài khoản có thể bị chính chủ lấy lại bằng cách thay đổi thông tin đăng